lê ngọc xin chào cả nhà à, hôm nay trong video mới thì lê ngọc sẽ giới thiệu với cả nhà một dòng nắng thái hoa màu hồng à, trước giờ thì mình bán nắng thái nhưng mà hoa màu tím à, hoa nó đậm hơn và cái khuôn hoa nó lớn hơn à, cái dòng nắng tím hoa đậm á, thì cái thân nó sẽ mập tròn và nó lùn hơn còn đối với dòng nắng tím hoa màu hồng này thì cái thân nó cao hơn à, hiện tại thì trong video này lê ngọc đang có chậu thuần than phi hai và chậu phi 16 luôn cả nhà mình có thể lựa chọn à, một chậu phi 25 như thế này thì đang trồng mà trong chậu thì à, giá thể là bằng than và còn một ít sơ dừa bên trong à, rễ đã bám rất là khỏe và nhiều thân cái dòng nắng thái hoa màu hồng này thì nó có một cái ưu điểm là thân lá nó rất là đẹp và cành hoa phải nói là siêu dài luôn à, những dòng nắng thái thì nó rất là xuyên hoa và một chậu như Lê Ngọc đang quay thì nó có nhiều thân lắm cả nhà nhưng mà đa phần là thân tơ. Và chậu phi 25 thường thang thì giá của nó sẽ là 350.000 Còn đây là chậu phi 16 à, trồng bằng sơ dừa Chậu này thì nó cũng tương đối nhiều thân và thân rất là đẹp à, Có một số cây thì đang lên vòi nụ hoa Một số cây thì mới bắt đầu đứng ngọn Cả nhà mình có thể sưu tầm dòng này vào thường để giữ giống à, Cây này sinh trưởng rất là khỏe, thân đẹp à, Nó cũng là một trong những dòng cây nắng thái xưa cả nhà nếu mà cả nhà mình muốn à, chơi chậu khủng á, thì mình có thể chọn 3 cây ba à, 3 cây chậu phi 16 như thế này và cả nhà mình ghép lên chậu 40 luôn. À, vì cây hiện tại cũng đã tương đối là lớn rồi. Và cây này thì bộ rễ nó lại cực kỳ khỏe luôn nên là mình lên chậu thì nó sẽ ít bị mất sức. À, và không có bị rớt lá. À, dòng chậu phi 16 này thì nó có thân lùn và nhiều thân à, hoặc là thân cao ít thân cả nhà mình có thể lựa chọn theo cái mong muốn sở thích của mình. À, và giá của một chậu phi 16 như Lê Ngọc đang quay là 200 ngàn một chậu và đối với dòng chậu phi 16 khi cả nhà mình mua từ hai cây thì Lê Ngọc sẽ bao cước vận chuyển cho mình còn đối với dòng chậu phi 25 thì một cây cũng sẽ bao cước còn cây này là cây bên chuối nè cả nhà à, dòng bên chuối nó cũng là một dòng dendro nắng à, khuôn hoa của nó thì lớn hơn và màu sắc hoa cũng đậm hơn so với cây banana à, dòng banana là một dòng khác còn bên chuối là khác nha cả nhà à, Đối với dòng ben chuối thì về sinh trưởng thân lá rất là đẹp Dòng này thân to và sinh trưởng cây lớn à, Cây này nếu mà mình trồng thuần thì nó có thể cao tới một mét rưỡi à, Hoặc là có thể hơn nhưng mà thân nó rất là to Và bản lá lớn Dòng ben chuối thì hoa khi nở ra rất là thơm Phải nói là cực kỳ thơm luôn à, nó có nhiều ưu điểm lắm về thân lá cũng như là về màu sắc hoa và hương thơm của nó Ben chuối thì hiện tại Lê Ngọc đang có chậu thuần thang phi 18 À, cây chưa đứng ngọn Nhưng mà cây rất là đẹp Cây này sinh trưởng rất là khỏe, dễ trồng à, Đối với những dòng đen rô nắng Thì khi mà mình trồng cây đẹp á, Thì mình sẽ không lo là nó sẽ không có hoa Vì cây đen rô nắng thì nó ra hoa rất là mạnh Và một chậu ben chuối phiên 18 Giá của nó là 160.000 Còn cây này là cây bò lai à, Cái dòng bò lai thì nó có rất là nhiều màu à nó sẽ không ra một màu cố định mà nó sẽ ra nhiều màu khác nhau à, thân lá khác thì nó sẽ ra màu hoa khác nhưng mà riêng đối với dòng bò lai xin thì cây chưa hoa thì lại không chọn chính xác màu được à, lê ngọc chỉ quay cho cả nhà xem một số mặt hoa của bò lai xin đã nở tại vườn à, cho cả nhà mình tham khảo à, nhưng mà em thấy dòng này thì nó nở ra màu nào nhìn nó cũng lạ cả nhà những dòng lai xin thì cái khuôn hoa nó rất là đẹp à, và riêng đối với dòng bò lai xin thì cái thân lá nó lại cực kỳ đẹp À, thân khỏe, lá lớn và thân to à, Dòng này nó cực kỳ xiên hoa luôn Hiện tại thì Lê Ngọc đang có chậu phi 18 Trồng bằng sơ dừa và cây rất là khỏe à, Có một số chậu thì đang có vài nụ hoa luôn Đối với những dòng bò lai xuyên, Khi mà cả nhà mình đã sưu tầm và trồng qua rồi Thì mình mới cảm nhận được và mình mới yêu thích nó nhiều hơn à, Cây này sinh trưởng rất khỏe, ít khi nào có nấm bệnh à, Nó kháng bệnh rất là tốt cả nhà thấy là về thân lá về sinh trưởng là biết cây này nó nó khỏe rồi và đối với những dòng bò lai xin này á vào cái 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 độ cây như thế này à, hoặc là lớn hơn thì cây nó sẽ ra hoa rất là nhiều dòng này thì nó nhanh hoa lắm cả nhà và hiện tại chậu phi 18 như lê ngọc quay thì có một số cây nó đã lên vòi à, và một số cây nó bắt đầu đứng ngọn cây này đứng ngọn thì nó sẽ ra hoa liền à, cây mà sinh trưởng mạnh á, thì à, đang nuôi hoa nó vẫn ra con bình thường à, với một yêu cầu là vườn nuôi trồng của mình nó phải có nắng sáng, nắng chiều đầy đủ Thì cây nó sẽ sinh trưởng rất là khỏe Và dòng bò lai xin này một chậu phi 18 giá của nó là 200 ngàn à, Còn cây này là cây thiên lan đỏ à, Đợt này Lê Ngọc có một ít chậu thiên lan đỏ phi 16 à, Nhú vòi hoa cây rất là đẹp à, Dòng thiên lan đỏ này thì cũng gần hết hàng đó cả nhà Thiên lan đỏ này thì cái cành hoa của nó rất là dài à, Khuôn hoa lớn và cái sắc hoa nó rất là lạ Cả nhà mình có thể sưu tầm về giữ giống à, Cây thực tế hiện tại thì Lê Ngọc đang quay cho cả nhà xem là có tại vườn luôn Nên là khi mà mình đặt hàng thì mình có thể chọn cây trực tiếp trên video Và khi cả nhà mình đặt hàng ở vườn Lan Lê Ngọc thì nhận hàng mình sẽ kiểm tra hàng trước khi thanh toán Và giá của một chậu thiên lan đỏ là 180 ngàn còn cây này là cây bà liễu xưa này cả nhà cả nhà thấy bà liễu xưa khi nở ra là nó là một vùng hoa trắng xóa luôn à, cây này nó rất là xuyên hoa và cái bà liễu xưa thì cái khuôn hoa của nó sẽ lớn hơn à, hương thơm nồng nàn hơn và dễ trồng hơn hiện tại thì lê ngọc đang có một số chậu à, liễu xưa cây tơ à, chưa có hoa và thuần chậu phía 18 tám à, giá thể là bằng thang thì tất cả các cây này là ở phía bên trong nó đều còn sơ dừa hết À, còn một phần ít nên là nếu mà cả nhà mình dự định mình muốn thuần thuần than hoặc là thuần thông trăm phần trăm thì mình có thể gỡ bỏ ra bớt hoặc không thì mình có thể để như vậy và mình thêm than vào thôi à, và giá của một chậu liễu phi 18 như Lê Ngọc đang quay là 200 ngàn một chậu còn cây này là cây à, bò tím à, bò tím thì hiện giờ em đang có một số chậu rất là đẹp luôn á cả nhà chậu phi 30 và tất cả các cây này đã thuần bằng cái thể vô thông sạch trăm phần trăm À, và đang lên rất là nhiều vòi. Một chậu như thế này thì thường nó sẽ có từ 7 đến 8 vòi à, và những cây này là ra hoa tự nhiên không có kích hoa nên là mình sưu tầm về mình còn chơi được những lần hoa sau nữa. và cây này đã thường trên một năm rất là khỏe à, bám rễ vào giá thể rất là nhiều. À, một chậu bò tím như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 750.000. À, tất cả các chậu từ phi 25 trở lên thì một chậu Lê Ngọc sẽ bao cước phần chuyển nhanh cho mình còn đối với chậu phi 16 phi 18 thì từ hai chậu em sẽ bao cước còn trường hợp cả nhà mình đặt một chậu thì cộng dùm em 30 000 tiền cước vào cái cây đó à, khi mà mình đóng đơn lẻ một cây nhưng mà cả nhà mình mua từ hai cây thì Lê Ngọc sẽ bao cước phần chuyển nhanh và gửi đảm bảo cho mình à, đây là một số chậu bò lai xin này cả nhà À đây là cây thuần cả nhà thấy là khi mà thuần cái dòng bò lai xin thì cây nó cực kỳ khỏe và ra rất là nhiều hoa à hiện tại trong video này thì lê ngọc đang hay có hai chậu bò lai xin và đang có vòi nụ hoa sẵn luôn à giá của dòng này là 750.000 năm mươi một chậu à cả nhà mình yêu thích dòng cây nào trong video của Lê Ngọc giới thiệu thì cả nhà có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của dưới màn hình để đặt hàng ngoài ra thì cả nhà mình cũng có thể nhắn tin vào zalo facebook fanpage vườn lan lê ngọc để mình có thể tham khảo cũng như là theo dõi hình ảnh ở vườn lan lê ngọc em cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi và xem video của em chúc cả nhà có thật là nhiều sức khỏe lê ngọc xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những phần video sau